Chào các em, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em Vinampic toán lớp 2 vòng 4 năm 2017-18 lịch thứ hai này. Bắt đầu này. Bắt đầu làm bài. Bức tranh bia đúng không? Đây là 8 này. 89 trừ đi 35 nó sẽ là bằng 54. 54. Mà ta lại có là 26 cộng với 28 cũng bằng 54, nên là ta tích hai cái này bằng nhau này. Tổng của 59 và 35, ta sẽ lấy 59 cộng 35 thì nó sẽ bằng 94. 94. Ta chưa thấy cái nào đúng không? Cứ để đây đã. Đây, 97 trừ 3 nó cũng bằng 94, vậy hai cái này bằng nhau, ta tích luôn. 18 trừ đi 10 nó sẽ bằng 8, vậy là đây 8, hai này bằng nhau. 24, có những cái số lẻ này ta không tính, ta sẽ tính những cái này trước. 38 cộng với cả 57 trừ đi 23, ta sẽ lấy 57 trừ đi 23 thì nó sẽ là bằng 34 đúng không? 34 cộng 38 thì nó sẽ là bằng 72. Là 72 rồi. Đây ta sẽ ghi tạm ra đây. 72. 18 cộng với 29. 18 cộng với 29 thì nó sẽ là bằng 47. Ta để 47 đây được. 39 cộng với 52 thì nó sẽ là bằng 91 đúng không? 91. 9 cộng 9 bằng 18. Cái này nó là bằng 18, ta tích luôn 18 này. 76 trừ 62 cộng với 58, ta sẽ lấy 76 trừ đi 62 thì sẽ bằng 14. 14 cộng với 58 thì nó sẽ bằng 72. Vậy là bằng với cái này. Cái này là 72 mà. Vậy ta tích hai cái này. Ta xóa cái 72 đi để cho đỡ nhầm lẫn. 23 cộng với cả 17 thì nó sẽ là bằng 40. Ta điền 48 đây này. Số lẻ liền sau của số 89 thì nó sẽ là 91 thôi. Lấy 89 cộng với 2. Đây, vậy là nó sẽ bằng cái này. Ta chọn luôn hai cái 91 thôi. 19 cộng 5 nó sẽ là bằng 24. Ta sẽ điền tạm thời ở đây là 24. Bỏ 91 này đi. 17 là 18 cộng với 7 nó sẽ bằng 25. 18 cộng 7 sẽ là bằng 25. Đây, vậy là bằng 25 này, ta chọn luôn. 78 trừ đi 31 sẽ bằng 47. 47 ta xem có cái nào 47. Có, đây cái này 47. Vậy là hai này bằng nhau và bằng 47, ta chọn luôn. 8 cộng với 32 nó sẽ là bằng 40, vậy hai cái này bằng nhau này. Cái này bằng 24, nó cũng bằng 24 luôn. Vậy là hoàn thành bài số 1. Chuyển sang bài thi số 2 này. Cho 8 dm bằng 3 cm. Là 8 dm thì ta có này, mỗi 1 dm sẽ bằng 10 cm, nên là 8 dm sẽ bằng 80 cm. Ta lấy 8 nhân với 10 mà. Vậy là bằng 80. Cho 9 dm 5 cm sẽ bằng bao nhiêu cm? Ta có là 9 dm sẽ bằng 90 cm rồi, thì 90 cộng với 5 cm này sẽ bằng 95 cm. Vậy ta điền số 95. Tính 35 cộng với 28, ta lấy 35 cộng với 28 nó sẽ bằng 63. Vậy là ta điền 63 vào đây. Cho 9 cm bằng bao nhiêu dm? Ta có là cứ 10 cm thì là có nó bằng 1 dm, thì 90 cm thì ta lấy 90 chia cho 10 nó sẽ bằng 9 dm. Vậy là ta điền số 9. 54 dm cộng với cả 90 cm sẽ bằng bao nhiêu dm? Ta có này, cứ 10 cm là bằng 1 dm, thì 90 cm sẽ bằng 90 chia cho 10 bằng 9 dm đúng không? Vậy là 9 dm cộng với 54 dm nó sẽ là bằng 63 dm.
Vậy ta điền vào đây là 63 dm. Tính 8 cộng với 78 trừ 84. Ta sẽ làm từ trái sang phải. Đây là phép cộng trừ thôi mà. 8 cộng với 78 sẽ bằng 87 đúng không? À 86. Đấy, 8 cộng với 78 sẽ bằng 86, 86 trừ đi 84 sẽ bằng 2. Vậy ta điền số 2. Số hạng thứ nhất là 27, số hạng thứ hai là số đứng liền sau số hạng thứ nhất. Vậy tổng có hai số này. Đây, số đứng liền sau số 27 này nó chính là bằng 27 cộng 1 là 28. Đấy, nó hỏi là tổng hai số thì ta lấy 28 này cộng với 27 thôi. Thì nó sẽ là bằng bao nhiêu? 55 nữa. Vậy là tổng hai số là 55. Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 46? Đây ta có này. Số lớn hơn 46 mà có hai chữ số thì tức là nó sẽ chạy từ 47 đúng không? 47, 48 chấm 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 cho đến 99. Đấy, ta tính cái số số hàng ở đây thôi. Thì bây giờ ta có là cái bài này nó có hai cách. Cách thứ nhất là ta sẽ áp dụng cái công thức cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1. Thì nó chính là 99 trừ đi 46. Chia khoảng cách ở đây là 1 nên là chia 1 thì đương nhiên nó bằng chính nó, ta không chia nữa. Cộng với 1 nó sẽ là bằng 99 trừ 46 nó sẽ bằng 53, cộng 1 là bằng 54. Vậy là có 54 số. Bây giờ cách thứ hai này ta sẽ xét từ 1 cho đến 99 thì đương nhiên là nó phải có 99 số rồi. Hiển nhiên đúng không? Vậy ta lại xét từ 1 cho đến 45. Lớn hơn 46. Có hai chữ số lớn hơn 46 chứ không phải là từ 46 trở lên đâu. Lớn hơn 46 thì nó phải đây là 47, ta viết nhầm này. Từ 47 trở đi thì nó sẽ là 99 trừ đi 47. Cộng 1, 99 trừ 47 nó sẽ bằng 52, 52 cộng 1 sẽ bằng 53. Vậy là đáp án là 53. Cách thứ hai ta sẽ làm từ 1 đến 99, đương nhiên là có 99 số rồi. Đấy, 1 cho đến 46 đúng không? Thì nó sẽ phải có 46 số thôi. Đấy, thì bây giờ ta lấy 99 này trừ đi 46. Tại vì lấy cái nhóm từ 1 đến 99 trừ đi cái nhóm từ 1 đến 46 thì đương nhiên nó sẽ phải còn nhóm từ 47 đến 99 rồi. Ta này 99 trừ 46 nó sẽ là bằng vẫn là 53 đúng không? Vậy là trùng với đáp án này. Đấy, vậy hai cách nó đều ra đáp số là 53. Thời điểm 53 vào đây. Từ một mảnh vải hoa dài 9 dm, chị Hà cắt đi 29 cm để làm nơ, cắt tiếp 28 cm để làm túi. Vậy chị Hà đã cắt đi bao nhiêu cm? Đầu tiên là cái mảnh vải đấy là dài 29 đúng không? Cắt đi bao nhiêu thì ta sẽ trừ bấy nhiêu. Đầu tiên là cắt đi 29 này, cắt đi 29 cm. Đây là lúc đầu là dài là 9 dm, là chính là 90 cm đúng không? 90 cm. Đầu tiên là cắt đi 29 cm thì ta trừ 29 cm thôi. Tiếp theo lại cắt tiếp 28 cm thì ta lại trừ 28 cm nữa. Đấy, vậy là chị Hà lại cắt. Vậy chị Hà đã cắt đi bao nhiêu cm? Tức là đã cắt đi bao nhiêu thì ta chỉ cần cộng hai cái phần đã cắt thôi, ta không cần phải tìm cái còn lại nữa. Vậy là ta sẽ lấy 28 cộng 29 thôi. Đấy, cái này nó sẽ bằng 57 đúng không? Vậy là bằng 57 cm. Chị Hà đã cắt đi 57. Số lớn nhất của hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 16 là. Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 16 là. Đây, đầu tiên cái số lớn nhất thì ta xét cái dạng có hai chữ số là AB rồi. Lớn nhất thì ta cứ cho A bằng 9 đi. Nếu mà đạt được thì tốt quá. Thì ta sẽ có là 9B đúng không? Thì ta có là 9 cộng với B nó sẽ là bằng 16. Vậy là B nó phải bằng 7 đúng không? Vậy là số cần tìm là số 97. Tại vì số lớn nhất nên ta cứ cho A là bằng 9 mà. Đấy, vậy số cần tìm là 97. Ok, ta nộp bài đó. Đó, vậy là hoàn thành bài thi số 2.
Ta chuyển sang bài thi số 3 này, 12 con giáp. Tính 9 cộng 27, 9 cộng 27 sẽ bằng 36, ta điền 36 thôi. Tiếp theo, 86 trừ 63 cộng 58. Đây ta sẽ làm theo tự từ trái sang phải. 86 trừ 63 thì nó sẽ là bằng 22, 23 đúng không? 23 cộng với 58 thì nó sẽ là bằng bao nhiêu? Cái này là 81, vậy là điền 81 vào đây. Ok. Tổng của 38 và 26 thì ta lấy 38 cộng 26 thôi. Đấy thì nó sẽ là bằng 64. Ta điền 64 vào đây. Trong phép cộng có tổng bằng 69 nếu giữ nguyên số hạng và tăng, nếu giữ nguyên một số hạng và tăng số hạng kia 26 đơn vị thì tổng mới là, bây giờ một số trong cái phép cộng này, một số hạng giữ nguyên, cái số hạng kia tăng bao nhiêu thì tổng nó sẽ tăng bấy nhiêu. Thì tức là cái số hạng kia nó tăng 26 thì tổng nó sẽ cũng tăng 26, thì tăng 69 cộng 26 đó. Thì nó sẽ là bằng 95 đúng không? Vậy là tổng mới nó sẽ là 95. Tính 8 cộng với 85, 8 cộng 85 thì đương nhiên là bằng 93 rồi. Tính 39 cộng 8, 39 cộng 8 thì nó sẽ là bằng 47 đúng không? Ok. Năm nay chị Mai 17 tuổi, vậy 9 năm nữa chị Mai bao nhiêu tuổi? Tức là sau 9 năm thì ta sẽ lấy tuổi của chị Mai cộng với 9 thôi, là ra số tuổi của chị Mai sau 9 năm sẽ là 17 cộng với 9 thì sẽ bằng 26 đúng không? Vậy là sau 9 năm là chị Mai 26 tuổi. Ok. Tổng của 59 và 26 thì ta lấy 59 cộng 26 thôi, thì nó sẽ là bằng 85 nữa. 85, vậy ta điền 85 rồi. Tiếp theo, 7 cộng với 48 trừ 23, đây ta sẽ làm thứ tự từ trái sang phải đó, hoặc là phải sang trái cũng được. Ta lấy 7 cộng với cả 48 trừ 23 thì nó sẽ là bằng 25 đúng không? 25. Nó vậy là cái này nó sẽ là bằng 32 thôi. Với kết quả là 32. Câu cuối này. Từ số 16 đến 68 có tất cả bao nhiêu số? Đây ta làm giống như bài vừa nãy, làm về cách thông dụng cho các bạn. Từ 1 đến 68 thì nó sẽ có là 68 số đúng không? Hay còn từ 1 cho đến 15, đến số 15 thì sẽ có là 15 số. Vậy là ta lấy 68 trừ đi 15 nó ra kết quả cần tìm. 68 trừ 15 nó sẽ là bằng 53. Đó, vậy là vẫn bằng 53. Cũng như bài vừa nãy cũng là 53 đúng không? Ta điền 53 vào đây. Ok. Vậy là hoàn thành bài thi số 3. Cũng là kết thúc thi Olympic toán lớp 2 phòng 4 năm 2017-18 đích thứ 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.